quý vị, chưa đầy một tháng nữa thì chương trình Toàn cảnh Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam lần thứ 18, gọi tắt là VIO, sẽ chính thức diễn ra. Điều mà giới công nghệ nói chung và các doanh nghiệp trong nước đang băn khoăn là những tâm điểm đáng chú ý nào sẽ được các chuyên gia đưa ra bàn bạc và bàn bạc làm sao để có một kết quả thực tiễn trong thời gian tới. Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HCA, cho biết VIO 2013 sẽ có chủ đề Diễn đàn phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ mới. Theo đó, thông qua các số liệu khảo sát được công bố, hội nghị sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh quốc tế về phát triển công nghệ mới và ứng dụng các công nghệ này tại Việt Nam, đặc biệt chú ý đến việc phát triển hạ tầng thông tin và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 5 xu hướng công nghệ sẽ được đưa ra bàn bạc chuyên sâu. Kỳ này chúng tôi tập trung vào 5 cái vấn đề mà của công nghệ tác động mạnh nhất, đó là vấn đề về cái sự phát triển cloud computing, tức là điện toán đám mây, những vấn đề về cái công nghệ di động, truyền thông mạng xã hội, rồi những cái mà người ta nói ngày hôm nay, tức là internet của mọi sự vật, internet of things, vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu lớn, data, big data. Trong năm xu hướng được thảo luận, chủ đề internet của sự vật, tức là xu thế liên kết nhiều thiết bị khác nhau thông qua Internet, được đánh giá là chủ đề nổi bật và hữu ích cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh tổng số thiết bị kết nối được với Internet trên toàn cầu vào năm 2015 có thể đạt lên mức 25 tỷ, tức là gấp 3 lần rưỡi dân số toàn cầu hiện nay, và việc gia tăng kết nối đang thay đổi mạnh mẽ cách thức làm việc và môi trường kinh doanh. Nhưng các xu hướng này cần thảo luận như thế nào để trở nên thiết thực, tránh tình trạng giới thiệu bàn bạc chung chung. Có ý kiến cho rằng VIO nên chú trọng vào việc thảo luận các giải pháp ứng dụng chuyên ngành cụ thể cho doanh nghiệp. Theo tôi thì cái vấn đề thời sự của cái ngành công nghệ thông tin Việt Nam thì mình nên đưa ra bàn, đó là mình làm sao để mình ứng dụng những cái ứng dụng, mình làm sao để mình đưa những cái ứng dụng mà chuyên ngành giải quyết những cái quy trình xử lý ở bên trong của một doanh nghiệp hoặc là một nhóm doanh nghiệp. Chứ còn cái công nghệ thì mỗi một cái doanh nghiệp thì tùy vào cái ngân sách thì người ta sẽ có cái số tiền người ta đầu tư nó phù hợp. Dự kiến là VIO 2013 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 9 tới. Chương trình cũng sẽ trao huy chương vàng và danh hiệu Top 5 ICT năm 2013 cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin có kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2012.